Đại sĩ hiền công bậc hào kiệt. Một câu Di Đà thông vạn pháp. Lòng vắng lặng, nét mặt tươi vui. Dần trăng sáng, mặt sấm gian đức chuyển. Tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Khoan dung ôn hòa, đức lớn thay. Siêu phàm nhập thánh về cõi tịnh. Kỳ tích truyền đời rạng liên tông. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hòa thượng hiền công. Tập 2. Tôi đã dạy cô lễ Phật như thế nào rồi mà vẫn chưa học được sao? Lễ Phật phải giống như con cóc, sống lưng phải ngang bằng. Con nhớ rồi, sau này lễ Phật nhất định sẽ chuẩn ạ. Tốt, tốt, tốt. Con cóc là con ếch ộp đó. Lễ Phật tâm phải thành, sống lưng phải để ngang như vậy. Đặt chén nước lên cũng không đổ. Thầy nhìn thấy con có lỗi, liền lập tức chỉ ra cho con. Thầy đối xử với con quá thật như là con cái của thầy vậy. Lúc tôi bằng tuổi cô, trên chân mọc mụn đục, toàn bộ đều lở loét, hết sức nghiêm trọng. Mẹ tôi vì tìm thầy cầu thuốc khắp nơi, nhưng đều không có cách cứu tôi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó tôi hiểu ra, đây là bệnh nghiệp chướng, là nhân quả báo ứng, gọi là thuốc hay khó chữa bệnh quan nghiệp. Vậy là tôi bỏ hết thuốc thang, chuyển sang cầu Quán Âm Bồ Tát. Vậy thầy đã kiên trì tu hành như thế nào? Trà thô cơm lạc đều là tu hành. Sau này con nhất định sẽ cố gắng tu hành. Lúc thầy xuống tóc xuất gia, sư phụ của thầy đã dạy cho thầy những gì vậy? Chỉ dạy niệm Phật. Chỉ dạy thầy niệm A-di-đà Phật. Thứ gì cũng không học qua, chỉ niệm A-di-đà Phật. Tôi chưa từng đi học ngày nào, không biết một chữ. Sau khi lên núi xuất gia, sư phụ dạy tôi chỉ niệm A-di-đà Phật. Kêu tôi hiểu rồi thì đừng nói lung tung, đừng khoa tay múa chân. Người xuất gia đừng chú trọng cái mặt, đừng chú trọng miếng ăn, đừng phan duyên, đừng trông mong người khác cúng dường mình. Ăn ngon mặc đẹp rồi, mình sẽ không muốn đi Tây Phương nữa. Vậy con có thể thành Phật được không? Cố gắng niệm Phật, nỗ lực tu hành thì đều có thể thành Phật. Nếu cô không tu thì làm sao có thể tốt được? Giống như tôi mấy chục năm qua, mỗi ngày đều 3 giờ sáng thức dậy. Tôi thức dậy thì đốt nhang, ngồi niệm Phật, rồi nhiễu Phật. Niệm Phật mệt rồi thì dựa vào đó nhưng vẫn đang niệm Phật, không phải chốc lát có thể tu hành tốt được đâu. Vậy con cũng cố gắng niệm. Niệm Phật xong, sau đó vào Phật đường hồi hướng. Đừng nói tôi niệm A-di-đà Phật là được rồi. Không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không tính là niệm Phật đâu. Người không học cho tốt thì không được. Con đặc biệt đến thăm thầy, họ có rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo thầy. Niệm Phật thì có cảm ứng gì ạ? Phải rồi, thầy nói cho chúng con nghe chút đi. Điều cảm ứng hiếm lạ gì cũng đừng cầu. Cái gì cũng vậy, cứ để tự nhiên mới tốt. Niệm Phật à, mỗi tối khi tôi đang niệm Phật, chỉ thấy trên giường, dưới giường, trong phòng, ngoài phòng đều là người. Đầy chất cả phòng đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Đến sáng không dậy nổi thì nghe có tiếng người gọi bên tai, mau thức dậy niệm Phật nào, thật là vi diệu.
Y nói những loại sự việc cảm ứng hiếm lạ thì đừng mong cầu, bất kể nó là thật hay là giả. Nếu cần những thứ này thì bản thân thụt lùi rồi, bởi vì chúng nhiễu loạn tâm thanh tịnh của chúng ta, làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, khiến cho tâm ta mất đi bình đẳng. Đây là chướng ngại lớn đối với chúng ta, vì vậy chớ có cầu. Vậy thầy đã thấy thế giới cực lạc chưa? Những gì lão Phật gia đã nói với mình, chớ có nói ra. Lão Phật gia không cho nói à? Tiết lộ thiên cơ sẽ bị sét đánh đó. Nếu như thấy ai cũng nói hết thì lần sau ngài sẽ vĩnh viễn không nói cho mình đâu. Cố gắng niệm Phật thôi. Chỉ cần anh cố gắng niệm Phật thì mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đến nơi tốt lành được. Người học Phật có phước báo, người học Phật cũng có thiện căn. Không có thiện căn thì họ không niệm Phật được đâu. Hãy niệm Phật cho tốt để về thế giới Tây Phương cực lạc. Con phải đi rồi thưa sư phụ. Anh ở lại tự viện một đêm đi. Không được đâu, con phải gấp về nhà tiễn cháu trai con lên đường nhập ngũ. Nó đâu còn là con nít, lại không thể lạc được. Sao anh phải tiễn nó làm gì? Sư phụ sao vậy cả? Đúng rồi, sao lại kêu anh ở lại một đêm? Sư phụ ơi! Sư phụ đi đào rễ cây rồi. Mỗi năm đến mùa thu, sư phụ đều đi đào rễ cây, sau đó chẻ ra phơi khô để dùng cho mùa đông. Thầy không biết đâu, lão sư phụ đã cứu mạng con đó. Ờ? Trong huyện của con xảy ra một vụ án giết người. Kẻ giết người này quen biết con, hôm đó đã chạy đến trốn ở nhà con. Thấy con không có ở nhà nên chạy qua nhà bí thư chi bộ. Ngày hôm sau, cục cảnh sát bắt được tên giết người. Bí thư chi bộ vì chứa chấp tội phạm cũng bị bắt luôn rồi. Bị phạt 8.000 tệ, còn phải ngồi tù 1 năm. Nguy hiểm quá. Nếu lúc đó con có ở nhà thì người hiện nay bị bắt chính là con rồi. May mà lão sư phụ ngăn cản, kêu con ở lại đây một đêm. Đây là lần duy nhất trong đời lão nhân gia ngài ngăn cản người khác đó. Ngài ấy quả thật thần kỳ. Còn có vài lần sư phụ lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng sau cùng đều chuyển nguy thành an. Anh không biết những cửa ải ngài trải qua đâu. Phàm phu chúng ta không tài nào nhìn ra được sự áo diệu của vị chân Phật này. Sao mấy hôm nay lại nóng như vậy? Mấy ngày rồi trời đều không có mưa. Nghe người dân phơi lúa mì trước cửa chùa nói, trên truyền hình dự báo mấy ngày tới trời đều không mưa. Ân chí, mấy người các con hãy cùng nhau đào rãnh thoát nước trong vườn rau đi. Sư phụ, trời khô hạn mãi, sắp chết khô tới nơi rồi, đào rãnh thoát nước làm gì? Con hãy đào đi. Sư phụ, con hãy đào đi. Trời nóng như vậy, lại khô hạn không có mưa, còn đào rãnh thoát nước làm gì chứ? Sư phụ kêu đào thì cứ đào đi vậy. Ân chi, còn lấy mấy cái bào lớn đó ra. Đó là gì vậy? Có phải bào phân bón không? Thầy đã mày nối lại hết rồi mà. Đem nó trùm lên những bắp cải này cho thầy. Trời sắp mưa rồi đó. Hả? Mấy bào phân bón đó mỏng manh thủng lỗ chỗ, đa phần đều cũ cả rồi, đã mục nát lủng lỗ rồi. Để che mưa đó, con trùm lên cho ta đi. Nó căn bản không che được mưa đâu. Che mưa được, con hãy trùm lên cho ta đi. Dạ được, vậy thì trùm lên vậy. Đi nào. Hãy nhìn thử đi. Làm xong rồi, mau đi thôi. Không ngờ chiều hôm trước vừa đào xong rãnh thoát nước, sáng hôm sau đã mưa lớn như vậy. Mưa một mạch mấy tiếng đồng hồ luôn. May mà trước đó đã làm công tác dự phòng, nên vườn rau và trong tự viện mới không bị ngập. Thầy nói xem, sư ông liệu có thần thông không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Hôm nay vì sao đây không giống mọi ngày? Sao sư phụ nửa đêm lại thắp nhiều nhang như vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ. Sư phụ nói cho con biết đi, con nhất định không nói ra ngoài đâu. Tôi nhìn thấy đầy trời đều là A-di-đà Phật. Khi nào vậy ạ? Lúc đang niệm Phật, hoặc là lúc không niệm Phật. Rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật, dưới đất cũng đang niệm Phật. Tiếng niệm Phật trên trời dưới đất hòa là một, giữa trời đất đều đang niệm Phật. Cùng nhau niệm. Có khi là ta niệm Phật, dẫn khởi ở trên và dưới cùng niệm Phật. Có khi ở trên và ở dưới niệm Phật, dẫn khởi ta niệm Phật. Điều niệm gì vậy sư phụ? Người trời đang niệm Phật, người trời đang đọc kinh vô lượng thọ. Dưới đất đang niệm Phật, trời đất niệm Phật dung hòa thành một mảng, kết thành một mảng. Đi nào, đến đó xem. Đây chẳng phải là tháp mộ của sư phụ sao? Shhh.